Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 3 tháng 2, tổ công tác thuộc Công an thị xã Đông Triều đang tuần tra kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34L27402 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện phía trước yên xe của đối tượng để một bao tải dứa trong chứa 5 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 7 kg. Qua khai thác nhanh, xác định đối tượng là Hà Văn Cường, sinh năm 1980, trú tại thôn Vị Thủy, xã Thủy An. Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Cường khai nhận vào khoảng đầu tháng 3 năm 2020, đối tượng đi ra huyện Bình Liêu mua pháo nổ để mang về tiêu thụ kiếm lời trong dịp Tết. Mỗi hộp pháo mua có giá 120.000 đồng. Đến 15 giờ ngày 3 tháng 2, Hà Văn Cường có điện thoại cho Nguyễn Xuân Thành để môi giới bán số pháo trên cho một số người quen trên địa bàn. Mỗi hộp pháo bán được thì Cường sẽ trả cho Thành số tiền 300.000 đồng. Khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trước đó, Thành đã mua của Cường một bánh pháo với số tiền là 4 triệu đồng, sau đó Thành bán lại cho Nguyễn Văn Được. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Được khai nhận đã mua một số tiền chất để pha chế tạo pháo nổ đốt trong dịp Tết. Hiện Công an thị xã Đông Triều đang tạm giữ 4 đối tượng trên và tiến hành giám định các tang vật đã thu giữ, đồng thời đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.